Chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Phi Anh, em năm nay 23 tuổi và em đến từ thành phố Hà Nội. Em hiện tại đang là sinh viên cũng như là nhân viên văn phòng. Sở trường của em đó là ca hát và đó cũng là cái niềm đam mê của em luôn. Ngoài ra em còn biết nhảy nữa. Và sau đây em sẽ xin trình bày một đoạn ngắn trong bài hát Hương Ngọc Lan. Góc phố nơi anh hẹn cây ngọc lan xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát. Bao vất em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu chung mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào em với quên anh, vẫn cây ngọc lan xòa bóng mặn và phấn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một ngày là đánh thái cho em, để mãi là một chút hương. Ngày cuối thu sẽ mãi mãi yêu em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn trong giấc mơ, và sẽ mãi mãi thương em là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã chào người em tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho clip này của em cảm ơn.